8, giải 7 thì giá trị 200.000 đồng và con số 1. Hello, xin chào cả nhà. Em Thanh Hóa gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đều được mạnh khỏe ha. Em Thanh Hóa chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật ha. Hôm nay em đang bắt một con em Panasonic ngoại hình đẹp nhưng mà bị mất, bị bởi chỗ này nhau ha. FM thì giữ được 90 thôi nha. Mình có dãy số may mắn là 9224. Đang dò sổ số với hết rồi, chúng sổ số quý khách ơi. Đây quý khán giả sẽ có nhiều cơ hội được. Ha, đang bắt FM ha, ngoại hình cũng còn đẹp lắm. 7 cơ hội may mắn. Tuy nhiên thì dễ trúng nhất thì tôi nghĩ chắc là chạy 8. Em này mình bán giá 400.000 ha. Đó, 5 con số trong một CD tốt, MIDI đi thì lỗi ha. Giờ mình chuyển qua cái MIDI đi. Sao nó lao lao hoài nó không chịu chạy ha. Con này do vận chuyển bể nè. Nó sốc hư rồi. Đó nó đi dị hoài đó. Nó không nhận nhau hết. Nói chung là MIDI bị lỗi nha. CD thì ok. Âm thanh rất là lớn ha. Tới 50. Nói chung là CD tốt ha, AUX tốt ha, đài FM 90 tốt nha ha. Rồi con này em bán giá công khai là 400.000. Quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Em tên Thanh Hóa, 40 tuổi nha, em bán có ship COD toàn quốc. Quý khách nào có thấy sản phẩm đẹp vừa ý hoặc là vừa giá tiền thì chốt thì cho em xin tên địa chỉ số điện thoại là em sẽ gửi người đó sớm nhất nha. Quý khách thông cảm giùm em. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã bỏ thời gian quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.